Xin chào các bạn, đây là Samsung Galaxy A9 Pro. Chiếc điện thoại hiếm hoi ngày nay có thể giúp bạn xóa đi cái nỗi lo về việc hết pin. Trong khi đa số những cái điện thoại bây giờ chỉ dùng được khoảng một ngày rưỡi, thì A9 Pro với dung lượng pin lên tới 5000 mAh có thể xài được qua 2 ngày rất là dễ dàng. Và thậm chí nếu mà là các bạn có nhu cầu xài ít thì nó cũng có thể xài qua được tới ngày thứ 3 mà không cần phải sạc. Cái điện thoại này nó có một cái màn hình rất là to, kích thước lên tới 6 inch, nhưng mà cái kích thước của nó thì chỉ nhỉnh hơn một chút so với chiếc iPhone 6S Plus mà thôi. Cho nên nếu mà các bạn đã từng biết đến 6S Plus rồi, đã từng đút cái 6S Plus vô túi quần rồi, thì cái A9 Pro này nó cũng không có to hơn là bao nhiêu hết. Các bạn thấy là cái thiết kế của con A9 Pro nó rất là giống với những cái điện thoại dòng A khác như là A3, A5, A7, 2016. Cái thiết kế gồm có cái vỏ khung bằng kim loại được cắt vát ở chính giữa như thế này. Đằng sau đó là mặt kính cường lực và phía trước là cái màn hình được làm cong mép ở hai bên. Có thể nói là nó gần như là y hệt những cái chiếc A3, A5, nó chỉ được phóng to ra về mặt kích thước. Nhưng mà cái chất lượng hoàn thiện thì rất là tốt, máy rất là cứng cáp, những cái phím bấm rất là chắc chắn. Và cái quan trọng nhất nên quan tâm đó là cái cảm giác cầm trên tay nó rất là thoải mái. Nó chỉ có một cái nhược điểm duy nhất, đó là nó nặng là bởi vì cái máy này lên tới 6 inch, thì cái đó là chúng ta không có thể tránh khỏi. Nhưng mà cái việc cầm trên tay nó thoải mái là bởi vì cái máy nó không có bị cứng, những cái viền này được cắt vát rất là tốt. Cho nên cầm lên khi mà chúng ta sử dụng trong một thời gian dài sẽ không có thấy cái việc là cảm thấy khó chịu bởi vì những cái viền này gây ra. Thì đây là một cái điểm mà mình thấy rất là đáng khen so với cái thiết kế của Samsung trong năm nay. Các bạn thấy là hai cái viền ở bên dưới nó không có quá dày, cái viền trên nó cũng dày, hai cái mép hai bên thì mỏng. Chúng ta có một cái phím home ở bên dưới và đây là cũng là cái cảm biến vân tay, nhưng mà nó không có một chạm bởi vì nó là cái phím cứng. Muốn mở lên thì chúng ta phải nhấn một cái thì nó sẽ mở. Và hai bên thì là hai cái phím cảm ứng chức năng cơ bản, nó cũng có đèn nền luôn. Bên đây thì chỉ có hai phím volume. Ở cạnh trên nó có một cái khe cắm, đó là khe cắm thẻ nhớ. Còn khe cắm sim thì lại nằm ở bên đây. Nó có hai cái nano sim ở bên trong, hai cái khe nằm ở hai vị trí riêng biệt. Cho nên là chúng ta không cần phải hy sinh cái khe sim thứ hai để mà gắn thẻ nhớ. Ở bên dưới vẫn dùng cái cổng micro USB. Mình thích dùng cổng USB-C hơn bởi vì là bây giờ rất là nhiều máy sử dụng USB-C rồi. Camera hơi lòi, còn cái đèn LED ở đây thì nó không được đẹp cho lắm bởi vì là nó có một cái viền xung quanh, nó cứ sao không có đẹp. Đây là cái màn hình 6 inch và tấm nền là AMOLED, nhưng mà mình có cảm giác là nó rất là gần giống với màn hình IPS rồi. Có lẽ là Samsung đã canh chỉnh lại cái chất lượng màn hình AMOLED, nó không có còn rực rỡ nhiều như xưa, nhưng mà vẫn giữ được cái đặc tính rất là quan trọng, đó là cái nó nhìn nó trong trẻo hơn so với cái tấm nền IPS, có cái khả năng tiết kiệm pin rất là cao. Bởi vì những cái vùng ảnh mà màu đen thì nó sẽ tự động tắt đi những cái điểm ảnh ở khu vực đó. 5000 mAh là một con số rất là cao và nó cao hơn gần như là gấp đôi so với những cái điện thoại khác hiện nay. Và trong cái điều kiện sử dụng bình thường của mình thì cái máy này có thể sử dụng được tới 2 ngày hoặc thậm chí là 3 ngày. Mình đã từng dùng cái máy này để phát Wi-Fi hotspot cho khoảng 4 đến 5 máy khác xài liên tục hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng mà đến khoảng 5 giờ chiều thì nó vẫn còn được tới 60% pin. Và cái thời lượng on screen liên tục của nó thì mình sẽ để chờ cho cái nhóm review pin của Tinh Tế làm, thì chúng ta sẽ có một cái bài review pin chính xác hơn. Với một cái máy có màn hình 6 inch như thế này thì chúng ta sẽ nghĩ nhiều nhất là đến cái việc chơi game. 6 inch thì chơi game rất là tốt, xem video cũng rất là đã. Và cái máy này với cái kích thước to như vậy thì Samsung có nhiều cái không gian, cái khoảng trống ở bên trong để dành cho cái việc tản nhiệt, cho nên là mình chơi game nhiều khi cũng khá là lâu, hơn 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái máy nó vẫn rất là mát. Hoặc là dùng 3G liên tục máy rất mát, phát wifi nó cũng không có hề nóng lên nhiều đó. Và cái độ mượt khi mình chơi khá nhiều game thì nó cũng rất là mượt, không có cái hiện trạng là lắc, bởi vì cái con chip Snapdragon 652 cùng với 4GB RAM có thể nói là khá là đầy đủ ở cái thời điểm hiện tại dùng để việc chơi game giải trí hoặc là chúng ta chạy đa nhiệm trên những nhiều cái app khác nhau. Nói tóm lại thì đây là một cái chiếc có thể nói là giống như là một con quái thú trong cái thế giới Android hiện nay. Chúng ta có màn hình 6 inch, có thể làm được rất là nhiều việc, giải trí rất là đã. Pin 5000 mAh thì càng có nhiều pin thì chúng ta có thể càng làm được nhiều thứ với chiếc điện thoại. Và mặc dù giá của nó có thể nói là ở cái mức giá cao cấp 12 triệu, nhưng mà với những cái gì mà nó mang lại thì chúng ta sẽ thấy nó đáng đồng tiền hơn, bởi vì là pin nhiều thì chúng ta xài được nhiều. Vậy thôi, xin cảm ơn các bạn.